Hôn nhân Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh trải qua gần hai thập kỷ bên nhau, đã ly hôn từ hơn 4 năm trước. Sau khi bước ra từ cuộc thi sau mai điểm hẹn năm 2004, Lưu Hương Giang đã nhận được những sự chú ý từ khán giả. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, mối tình của nữ ca sĩ sinh năm 1983 và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng thu hút sự quan tâm. Loạt sao Việt phản ứng với việc Mỹ Linh công khai Lưu Hương Giang làm bạn với chồng cũ, Lưu Thiên Hương làm gì? Năm 2004, khi cần tìm phòng thu cho dự án âm nhạc mới, Lưu Hương Giang đã được chị gái là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương giới thiệu cho phòng thu của Hồ Hoài Anh. Cả hai bắt đầu quen nhau từ đó và dần dần có cảm tình với đối phương. Sau khoảng 5 năm tìm hiểu, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã quyết định về chung một nhà. Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2009 và có hai con gái chung Hồ Khánh Hà, Mina và Hồ Tú Anh, Misu. Khi lần đầu chia sẻ về tình yêu với Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh hạnh phúc nói, "Yêu Giang vì thấy Giang ngoan." Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lần đầu gặp gỡ vào năm 2004. Cặp đôi quyết định về chung một nhà vào năm 2009 sau thời gian dài yêu đương. Tháng 10 năm 2019, thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ly hôn lan truyền rầm rộ trên truyền thông. Nam nhạc sĩ và vợ đều thừa nhận đã xảy ra những trục trặc hôn nhân dẫn đến việc phải ra tòa. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1983 lên tiếng khẳng định chuyện ly hôn của vợ chồng đã xảy ra khá lâu khi cả hai mất phương hướng và không có cách giải quyết. Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang nêu quan điểm, Giang nghĩ chuyện này hết sức bình thường với các cặp vợ chồng và cuộc sống hôn nhân cũng phải có những lúc lên lúc xuống mới biết được giá trị của nhau, biết trân trọng gia đình nhiều hơn, phải nói là vì nhau chứ không phải vì con hay vì họ hàng hai bên ạ. Và chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng bình thường khác mà thôi. Tôi cũng không muốn gánh trên mình một cuộc hôn nhân với những trọng trách lúc nào cũng phải tròn trịa hoàn hảo, êm đẹp quanh năm suốt tháng, thế thì mệt lắm. Nam ca sĩ Hồ Hoài Anh cho hay, cuộc hôn nhân nào cũng có những cột mốc những hạnh phúc và sóng gió. Chúng tôi cũng không phải ngoại lệ và may mắn rằng chúng tôi đều đã vượt qua. Sau khi chia tay, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh gương vỡ lại lành nỗ lực hàn gắn tình cảm. Trong 10 năm kết hôn, Lưu Hương Giang thừa nhận cuộc sống chung xảy ra mâu thuẫn, họ cãi nhau nhưng luôn vì hai bên gia đình, vì các con và vì những liên kết gắn bó vô hình từ quá khứ để cùng nhau vượt qua.